bạn đang nghe tác phẩm Thuyết Trần, Sử Nhà Trần của soạn giả Trần Xuân Sinh, thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org tháng 5 năm 2022. Vua Trần Quý Khoách, tôn hiệu Trùng Quang Đế, niên hiệu Trùng Quang, từ năm 1409 đến 1413. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị giết oan, con các ông này là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị, bỏ vua Giản Định, đem quân bản bộ Thuận Hóa vào Thanh Hoa, đón nhập nội thị trung Trần Quý Khoách, con Mẫn Vương Ngạc, cháu vua Nghệ Tông tôn lên làm vua. Tên húy vua Trùng Quang nguyên chữ Hán, chính âm là Khoách, tiếng Quan Hỏa là Khúc, người nước ta quen đọc là Khoách hay Khoáng. Mẫn Vương Ngạc tức thái úy Trang Định Đại Vương, con lớn vua Nghệ Tông. Ngày 17 tháng 3 âm lịch năm 1409, Quý Khoách lên ngôi ở huyện Chi La, tức huyện La Sơn sau này, nay là huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lấy tôn hiệu là Trùng Quang Đế, cải nguyên cũng lấy niên hiệu là Trùng Quang, dùng Nguyễn Xúy làm thái phó, Nguyễn Cảnh Dị làm thái bảo, Đặng Dung làm đồng bình trương sự, Nguyễn Trương làm tư mã, cùng nhau tiếp tục công cuộc chiến tranh chống lại quan quân nhà Minh. Chú thích Nguyễn Xúy, sử cũ chữ Hán chép có hai âm Xúy và Xuất, các tập sử quốc ngữ Latin đều chép là Xúy cả, hết chú thích. Bấy giờ là mùa hè năm 1409, Giản Định giữ thành Ngự Thiên, trước là Hương Đa Cương, có mộ tổ nhà Trần ở đấy nên gọi là Ngự Thiên, nay là huyện Hưng Nhân, Thái Bình, chống nhau với quân nhà Minh. Trùng Quang sai tướng Nguyễn Xúy cùng mấy thủ lĩnh đem nghĩa quân ra đánh lén, bắt được Giản Định, đem đến sông Tam Chế, khúc sông Lam ở châu Hồng Lĩnh, Nghệ An. Trùng Quang đổi mặc áo thường, hạ bậc, thân xuống thuyền đón rước, tôn làm Thượng Hoàng để cùng nhau hết sức lo toan việc khôi phục đất nước. Đây là hành động sáng suốt để tránh sự phân biệt hai lực lượng khởi nghĩa, sự đồng thời tồn tại hai ngôi vua, hai lá cờ tập hợp cùng chung một danh nghĩa diệt Minh. Bộ chỉ huy chống quân thù cần phải thống nhất mới mong có hiệu quả, chứ chia rẽ tất suy yếu sao thành công được. Tiếc thay các tướng tay chân của Giản Định không hiểu ý nghĩa của biện pháp tích cực đó, cố chấp phò một vua Giản Định thôi. Ngày 4 tháng 4 âm lịch, Hưng Khánh Thái Hậu mẹ đẻ Giản Định cùng với hành khiển Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh ngầm giấy quân ở Hát Giang mưu đánh úp Trùng Quang. Nguyễn Trạc người Nghệ An tiết lộ việc ấy ra, Trùng Quang bắt giết Trạc và Nguyên Đỉnh, còn các binh sĩ tùy thuộc đều được tha cả. Xem việc này thấy Trùng Quang có đức hơn Giản Định. Tháng 7 âm lịch, tổng binh Mộc Thạnh sai Hoàng La đến. Trùng Quang sai người tiếp ở Lỗi Giang, cũng là sông Nguyệt Thường, tức khúc sông Mã qua làng Nguyệt Viên, huyện Hoàng Hóa, tức Thanh Hoa. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không chép cuộc hội đàm này ra sao, chắc có sự Thạnh dụ hàng, không rõ hứa hẹn cho Trùng Quang làm gì. Có lẽ nhiều lắm là ban cho một chức phó, làm tay sai cho quan nhà Minh. Trùng Quang đã không chịu. Quân Trần đã làm chủ được khu vực rộng lớn, miền trong từ Thanh Hoa trở vào, cộng thêm các trấn Thiên Quan, tức Trường Yên nay là Ninh Bình, Thiên Trường thuộc Nam Định, Kiến Xương thuộc Thái Bình, tiếp tục bắc tiến hoạt động mạnh, được nhân dân các nơi hưởng ứng rộng rãi. Nghĩa quân đánh dẹp tranh chiếm các châu huyện Mạn Hưng Yên, Hải Dương, Giản Định đóng quân ở Hạ Hồng, Ninh Giang, Trùng Quang ở Bình Than, hào kiệt các nơi kéo quân đến quy phục. Nghĩa quân kiểm soát được nhiều vùng trọng yếu ngay sát gần thành Đông Quan, tạo nên thế uy hiếp mạnh mẽ, khiến quân Minh phải đóng chặt cửa, cố thủ bên trong các thành để chờ viện binh. Quân Trần luôn luôn đi lại tuần tiễu, quan quân ta nhiều nơi đều hưởng ứng. Trong các năm 1408-1409, song song với hoạt động của quân Giản Định và Trùng Quang, tại nhiều nơi ở Bắc Việt cũng còn có các đoàn nghĩa quân khác cùng nổi dậy. Do phạm vi hoạt động không lớn, rộng lắm và cũng không cầm cự được lâu dài, nên các sử sách không ghi chép được đầy đủ. Nhiều đoàn quân trong đám này có bắt liên lạc với Trùng Quang. Ở Quảng Oai có Hoàng Cự Liêm, ở Phủ Lạng Giang có Hoàng Thiêm Hữu và ông Nguyện. Lại có Nguyễn Sư Cối, Tiếm Xưng Vương, giữ xã Nghi Dương, huyện An Lão, Châu Đông Triều, nay thuộc Kiến An. Dưới trướng có Kim Ngô tướng quân Đỗ Nguyên Thố cùng 2 vạn quân, là lực lượng hùng mạnh, hoạt động khắp vùng Duyên Hải, Trung Châu, Bắc Việt. Các vùng Thanh Oai thuộc Hà Đông, Phụng Hóa thuộc Nam Định, Trấn Nam thuộc Thái Bình, v.v. cũng có những đoàn nghĩa quân cùng nổi dậy.
Sau trận thua lớn ở Boko, Mộc Thạnh báo cấp về triều. Minh Chúa sai An Quốc Công mang ấn chính di tướng quân Trương Phụ cùng tướng Vương Hữu đem 47.000 quân chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây sang cứu viện. Sang mùa thu năm 1409, quân Phụ kéo sang đến Bắc Giang, nhận thấy quân Trần dựa vào sông biển nên không lợi cho quân Bộ, bèn trú ở huyện Tiên Du, đóng nhiều chiến hạm, lại vỗ về những bọn đầu trộm đuôi cướp trốn tránh thu dụng làm quân. Phụ phối hợp quân mới sang với quân của Thạnh, khí thế rất lớn, mở những cuộc tấn công vũ bão vào nghĩa quân, phá các dinh sách vùng Châu Tử Liêm và Châu Quảng Oai, rồi đánh xuống miền dưới, chiếm lại nhiều thành trì. Tháng 7 âm lịch, Giản Định ở Hạ Hồng bị liên quân Phụ Thạnh kéo đến đánh, thế rất hung dữ. Giản Định bị thua phải bỏ thuyền lên bờ, dẫn quân Bộ chạy vào Diễn Châu. Chủng Quang ngờ ông có bụng khác, sai Nguyễn Súy đuổi theo nhưng không kịp. Tháng 8 âm lịch, Chủng Quang vẫn cầm cự với quân Minh ở Bình Than, chia binh sai Bình Chương Đặng Dung giữ cửa Hàm Tử thuộc huyện Đông An, nay là phủ Khoái Châu, tức Hưng Yên. Bấy giờ lương thực thiếu, Dung phải chia quân đi gặt lúa mùa sớm để cung cấp cho binh sĩ. Phụ dò biết đem nhiều thủy quân đến đánh mạnh, quân của Dung tan vỡ. Theo Minh Sử chép thì trận này rất lớn. Tướng Trần, Kim Ngô, tướng quân Nguyễn Thế Mỗi đem 2 vạn quân lập trại cách ở bờ sông bên kia, bày hơn 600 chiếc thuyền, đóng cọc ở phía đông nam để ngăn che. Bấy giờ gió đông bắc thổi mạnh, Phụ đốc xuất chu sư của bọn Trần Húc, Chu Quảng, Dư Nhượng, Phương Chính cùng tiến. Chiến trận dữ dội diễn ra, súng bắn nổ ào ào, quân Trần thua to, 3.000 người bị giết, giám môn tướng quân Phan Đê cùng hơn 200 người bị bắt sống, với hơn 400 chiếc thuyền. Chủng Quang nghe tin Hàm Tử thất thủ, tự liệu thế không thể giữ được nổi miền Bắc, bèn rút quân vào Nghệ An để mưu việc tiến thủ. Bọn Phụ Thạnh tiếp tục dẫn quân đi xuống đánh miền dưới, thu hồi trở lại các phủ Giao Châu, Tân Yên, Kiến Xương, Trấn Nam. Tiến đánh Nguyễn Cảnh Dị chạy ra cửa biển Thái Bình, tướng Phạm Tất Lật bị giặc bắt, miền Bắc Giang, Lạng Giang cũng bị giặc đánh dẹp, chiếm lại các đồn huyện nghĩa quân trước đây đã lấy được. Trương Phụ đánh dẹp quân Nghĩa Dũng, thắng trận, đi đến đâu là khủng bố, giết hại quân dân, làm những điều tàn bạo, dã man ghê gớm như xếp xác người thành núi, rút ruột người treo lên cây, nấu rán thịt người giáp mỡ, mổ bụng người chừa, nướng đốt người làm trò chơi. Lịch sử Việt Nam năm 1977 còn chép, chúng thậm chí làm nhục hình bào lạc. Mà ngoặc nhục hình bào lạc là một hình phạt do vua Trụ nhà Thương tàn ác bày ra, dùng cột đồng bôi mỡ bắc qua lò lửa, bắt người đi qua đó sẩy chân rơi xuống chết dãy ruộng trong lửa, lấy thế làm trò vui, đóng ngoặc. Giặc còn bắt những thường dân về làm nô tỳ hoặc đem chuyển bán đi các nơi tan tác bốn phương. Các hạt lần lượt lại lọt vào tay giặc Minh, các phủ Châu từ Thanh Hoa trở ra, trước kia Chủng Quang đã đánh lấy được, Thượng Thư Hoàng Phúc lại đặt quan chức cai trị. Người nước ta ai chiêu dụ được nhân dân theo giặc hoặc có công đánh giết nghĩa quân, Trương Phụ đều cho làm quan. Tháng 10 âm lịch năm 1409, miền Bắc tạm yên, Phụ Thạnh dẫn thủy lục quân vào đánh chiếm Thanh Hoa, giặc từ sông Hoàng Giang, sông A Giang, cửa biển Đại An, đến sông Phúc Thành, chuyển vào cửa biển Thần Đầu, nhổ hết cọc rào đóng chắn, hơn 10 ngày lấy được Thanh Hoa, quân thủy quân Bộ đều họp, các tướng Súy, Cảnh Dị thua chạy, giặc đóng quân mưu bắt vua Trần. Bấy giờ Giản Định ở Diễn Châu bí mật đem quân đi theo đường rừng núi chạy ra Bắc, Tử Sách Cự Lặc muốn Tử Sách Địa mà ra trấn Thiên Quan, tức Trường Yên cũ, nay là phủ Nho Quan Ninh Bình, để hợp với các toán nghĩa quân nằm vùng ngoài đó chống giặc. Quân Minh hay tin, cố tình lủng bắt cho được, chúng chia quân làm ba đạo, ba mặt đuổi đánh. Thạnh đem quân từ phía nam Lỗi Giang đến Sách Cự Lặc, đô đốc Chu Vinh và chỉ huy La Vân lấy Chu Sư từ cửa Ngưu Giang, phía trên Lỗi Giang, đánh xuống. Phụ lĩnh quân Bộ quân kỵ từ Lỗi Giang kéo đến Sách Địa, cùng tiến đến trấn Thiên Quan. Giản Định đã từ Sách Đông Hoàng chạy đến Sách Đa Bôi, quan quân nhà Minh đuổi theo đến Sách Cát Lợi, huyện Mỹ Lương, giáp phủ Nho Quan và địa phận tỉnh Sơn Tây ngày nay. Giản Định ngụ ở trong nhà dân, đường xa thấy thế mạnh của giặc đánh đuổi ngặt, bèn bỏ ngựa cùng ấn đai các vật chạy trốn ẩn nấp trong núi. Giặc tìm bắt không được, bèn bổ vây khắp nơi,
Chúng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mua chuộc cho tiền bạc dân bản xứ người Mường Điểm Chỉ. Sau bắt sống được Giản Định cùng các tướng văn võ Trần Hy Cát, Nguyễn Nhữ Lễ, Nguyễn Án, bây giờ là tháng 11 âm lịch năm 1409. Phụ nói là đem bắt giải về Kim Lăng, nhưng sai người giết ngầm đi. Đại Việt Sử Ký Toàn thư chép, trích: vua tức Giản Định không có tài dẹp loạn, lại giết bỏ người giúp, tự mình làm diệt vong, không phải là bất hạnh, hết trích. Chú thích của soạn giả: xét Giản Định lên ngôi là do người nước ta tôn, chỉ vì là con vua Nghệ Tông, không phải do tự mình sướng xuất công cuộc khởi nghĩa. Tài lược không cao cường lắm, duy được điều có chút khí phách đã không chịu nhận tước quan nhà Minh, nhưng về đức thì quá kém. Trước đã giết đến hơn 600 người bọn Trần Thúc Giao và Trần Nhật Chiêu là tàn ác, sau lại giết hai đại tướng đã hết lòng giúp mình gây dựng cơ đồ công rất lớn mà tội nhỏ, thì không những chỉ tàn ác, còn bội bạc và ngu muội nữa. Sáng suốt là nét tốt cần trong nhà lãnh đạo quốc gia, thế mà Giản Định lại quá kém về điểm này thì làm nên được trò chống gì. Ông đáng chê nhiều, có điều là bị bắt giết chết thảm, tình cũng phần nào đáng thương, hết trích. Giản Định bị bắt rồi, nhưng nghĩa quân của Trùng Quang còn giữ được từ Diễn Châu trở vào. Sau khi trừ được Giản Định, bọn Phụ Thạnh đáng phải tiến quân vào miền trong đi đánh Trùng Quang. Nhưng vì ở ngoài Bắc không yên, chúng phải đình việc ấy lại, cấp tốc rút hết quân trở ra để đối phó với tình thế. Từ khi Phụ lại sang, quân Minh đi càn quét khắp nơi thì phong trào chống đối ở Bắc Việt có phần tạm lắng xuống. Nhưng đến khi Phụ, Thạnh dẫn quân vào Thanh Hoa thì các toán nghĩa quân lại nổi dậy hoạt động mạnh mẽ hơn trước. Nhất là đoàn quân của Nguyễn Sư Cối, tung hoành các vùng Thái Bình, Kiến An, Quảng Yên, Hải Dương. Đại quân giặc kéo về thành Đông Quan, chia binh thành nhiều toán đi tuần tiễu rất nghiêm ngặt các hạt chung quanh, lại đóng lại nhiều đồn lẻ để coi chừng những toán nghĩa quân lẻ tẻ hoạt động. Tháng Giêng âm lịch năm 1410, Phụ dùng đại quân tiến đánh Đông Triều, quân Nguyễn Sư Cối vào Đỗ Nguyên Thố chống đối mãnh liệt nhưng không lại được với quân Minh thiện chiến hơn. 4.500 quân bị giết, các tướng Phạm Chí, Trần Nguyên Khánh, Nguyễn Nhân Trụ cùng 2.000 binh sĩ bị bắt sống, Phụ đem chém cả rồi đắp mồ chung. Do tình hình không ổn định, quan quân nhà Minh không thu được nhiều thuế bằng thóc. Để cho quân có đầy đủ lương thực cần dùng, Phụ sai quân mở thêm nhiều đồn điền ở các nơi gần thành trì. Quan lại nhà Minh giữ độc quyền muối, chúng không bán ra lấy tiền, chỉ đổi lấy thóc với giá rất đắt để dùng thóc ấy làm lương nuôi quân. Mùa xuân năm 1410, Trùng Quang cùng các tướng Nguyễn Xúy, Hổ Bối, người Châu Hóa lấy trưởng công chúa, chị gái Trùng Quang, giữ chức tư đồ. Nguyễn Cảnh Dị đóng quân ở Diễn Châu, Nghệ An, sát Thanh Hoa. Đặng Dung ở cửa sông Thần Đầu, Phúc Thành giữ đường trọng yếu đi Thanh Hoa, ra vào các xứ Nghệ An. Phụ chủ tính đem đại quân thủy bộ vào đánh, chợt được lệnh Minh Chúa Triệu về nước đem về theo hết số quân đưa đi năm trước. Phụ sớ tâu nói rằng, Trùng Quang đóng ở Nghệ An thế khá mạnh mẽ, nếu cho quân về hết sợ quân Thạnh ít không địch nổi được. Xin lưu lại quân của Đô Đốc Giang Hạo và bọn Đô Chỉ Huy Dư Nhượng, Hoa Anh, Sư Bưu để giúp Thạnh đóng giữ. Minh Chúa theo lời tâu, bây giờ Triều Minh gặp khó khăn do người Thát Đát ở phương Bắc trỗi dậy chống đối, Phụ phải đem một bộ phận lực lượng về tham gia công cuộc chiến đấu. Vắng bóng Phụ, đây là cơ hội thuận tiện cho nghĩa quân hoạt động mạnh mẽ hơn. Tháng 5 âm lịch, Trùng Quang đưa bọn Cảnh Dị tiến quân ra Bắc, đến bến La Châu, Hạ Hồng, đánh phá được quân của Đô Đốc Giang Hạo, thừa thắng đuổi theo tiến quân đến Bình Than, đốt phá gần hết thuyền trại của quân Minh, lại ra đóng quân ở Bình Than. Bây giờ các hào kiệt nghe tin đều hưởng ứng, trong đám có mấy viên quan nhỏ Triều Hồ không theo hàng quân nhà Minh. Đồng Mạc, người Thanh Hoa, tự hiệu là Lỗ Lược tướng quân, chiêu tập quân nghĩa dũng, đánh giết được rất nhiều giặc, bắt được chỉ huy tả địch. Vương Tuyên có sách chép là Vương Đản, thế cùng phải tự vấn. Trùng Quang cho Mạc làm phủ quân quận Thanh Hoa. Lại có Nguyễn Ngân Hà cũng làm người tài giỏi nhiều hơn trong đám hào kiệt. Chung quanh thành Đông Quan có Lê Nhị, người Thanh Oai, giết cha con Đô Ti Lư Vượng ở cầu Ngọc Tản, chiếm cứ huyện Tử Liêm, người Minh sợ hãi. Lê Khang, người huyện Thanh Đàm, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Đỗ Cối, Nguyễn Hiếu, đều là người phủ Trường Yên, cũng đem quân chống giặc. Phạm Tuân nổi dậy ở Đông Kết, Khoái Châu, thuộc Hưng Yên. Ở miền Lạng Sơn, năm trước bị đánh thua, nghĩa quân lại dấy lên cùng với Nguyễn Nguyên Hách hoạt động.
bọn Chu Sư Nham, Bùi Quý Thăng, Nguyễn Khắc Chấn, Nguyễn Trà, Dương Khắc Trung, Dương Thế Chân nổi dậy ở phủ Thái Nguyên. Ông Lão lập căn cứ ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Nghĩa quân áo đỏ của dân miền núi tấn công vào huyện Đại Từ, Thái Nguyên, rồi lúc ẩn lúc hiện, loang dần ra cả miền Tây Bắc và vùng núi Nghệ An. Các toán quân nghĩa dũng này thường hoạt động riêng rẽ từng địa phương, không có bộ chỉ huy thống nhất điều khiển, hiệu lệnh bất nhất, quân không có thống nhiếp. Tuy nhiều toán có liên quan với quân chủng quang, nhưng không được chặt chẽ, nên không lập được chiến công lớn. Quân Minh thiện chiến, kéo đông đến đánh tỉa từng nơi, thủ thắng dễ dàng. Quân nghĩa dũng tan vỡ cả. Tan vỡ không phải là bị tiêu diệt, chỉ có một số ít bị giết, bị bắt thôi. Còn phần đông chạy trốn được, rồi sau tập hợp lại ở nơi khác. Giặc rút có toán lại trở về hoạt động ngay tại chốn cũ. Quân Minh tuy thắng nhưng không sao bình định được mọi nơi. Chủng Quang đóng đại quân ở Bình Than, không xa thành Đông Quan bao nhiêu. Quân đội Mộc Thạnh ở Đông Quan tuy không có thế hùng mạnh, nhưng chúng không thể nào để yên vua Giao Chỉ đóng quân ngay cạnh nách được. Mộc Thạnh kéo quân đến đánh Bình Than luôn mấy lần đều bị đẩy lùi vô công. Nhưng y vẫn tiếp tục đánh nữa, luôn luôn bị quân Minh đánh phá. Lâu lâu sau, Chủng Quang đành phải bỏ Bình Than, rút quân về miền trong, giữ đất từ Thanh Hoa trở vào. Mộc Thạnh đem nhiều quân đánh đuổi theo, đến sông Ngu, rồi đến huyện Cổ Hoằng, nay là huyện Hoằng Hóa, đến các cửa biển Hội Triều và Linh Trường. Hơn 5.000 binh sĩ tử trận, tướng Lê Long bị giặc bắt, theo Minh Sử. Tại gần khắp mọi nơi ngoài Bắc, các toán quân Nguyễn Dũng vẫn luôn luôn hoạt động quấy rối. Quân Minh bình được chỗ này thì ở chỗ khác lại có cuộc nổi dậy, chẳng đâu yên được lâu lâu. Người Minh rất thận trọng về vấn đề lương thực, Hoàng Phúc cấp ruộng cho các quan lại bản xứ, nhiều ít tùy theo phẩm chật, để họ cho người cày cấy thu tô thay cho bổng lộc. Còn các lưu quan người Minh thì cấp cho lính để cấy ruộng lấy thóc, quân lính các đồn phải trồng cấy ruộng đất quanh vùng để cho có được nhiều lương thực. Quan quân nhà Minh phải luôn luôn đi đánh dẹp, khó nhọc nhiều cũng chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Tuy có thắng mà chẳng nên công cán gì. Chúng thấy rõ rằng dùng chính sách lấy sức mạnh đàn áp không lợi, nên tính đến chuyện dùng cách dụ dỗ các bọn nổi dậy về hàng, hứa sẽ tha tội và phong cho chức tước, vừa đỡ mệt cho binh sĩ, vừa được tiếng là có độ lượng khoan hồng. Tháng 2 âm lịch năm 1411, Minh Chúa lại một lần nữa giả nhân giả nghĩa, hạ chiếu ân xá, đại lược nói, trích. Giao Chỉ đã thuộc bản đồ mà mấy năm trước yên nghỉ, xét nỗi thống khổ, ban ơn rộng yêu thương cho cả nhân dân đều nhuần đức trạch, hết trích. Lại dụ các quan và quân dân, trích. Người Giao Chỉ đều là con đò của trẫm, chúng nhất thời theo giặc, bị giết, thực lấy làm xót thương, há cứ để thế mãi. Kẻ làm bậy chẳng có mấy người mà nhân dân nơi bãi biển hang núi bị chúng bách hiếp, hoặc phải giúp lương, hoặc phải đi theo chúng làm giặc, đều là bất đắc dĩ cả. Nếu biết tỉnh hối đều cho đổi mới, làm ác chỉ có mấy người, chăm họ không có tội gì. Trong ấy nếu có người kiến thức dũng cảm, bắt được mấy người ấy đem nộp, cũng cho quan to tước lớn. Kẻ làm ác biết gột rửa tâm trí, đổi lỗi, không những được khoan hồng tha tội mà lại còn được phong làm quan nữa, hết trích. Dỗ dành chẳng được mấy ai nghe theo, người Minh lại dùng kế thâm độc, lấy người nam trị người nam. Tháng 3 âm lịch, Minh Chúa sai quan mang sắc chỉ cho các quan bản xứ. Các người tài hào kiệt, tính thuần hậu sáng suốt, đem lòng ra sức tận trung với triều đình. Nghĩ đến công lao ấy, đặc ân cho chức cao quý. Hiện nay giặc chưa yên hết, các ngươi làm chọn chức vụ, gắng sức lập công tiêu diệt cho hết kẻ địch. Chấm sẽ đặc cách sai người sang ủy lạo và ban thưởng. Chỉ có mấy đứa táng tận lương tâm đi lập công với nhà Minh, phần đông những người đã theo giặc vẫn tránh né, không chịu giết hại đồng bào. Bọn Mộc Thạnh ở Đông Quan phải luôn luôn đi đánh dẹp vất vả, vẫn không bình định được xứ sở, biết rõ mình bất lực, đã từ lâu cáo cấp về triều, xin Trương Phụ lại sang cứu viện, tiếp ứng, đối phó với tình thế nhiều khó khăn. Thấy Thạnh không bình định nổi xứ sở ta, Minh Chúa lại sai Phụ cất quân sang đánh lần nữa. Tháng 6 âm lịch năm 1411, Phụ dẫn 24.000 quân sĩ tới, một mặt đem chiếu thư của vua nhà Minh phủ dụ quan lại và nhân dân ta, tuyên cáo rộng rãi, một mặt cùng với Thạnh chia quân mở những cuộc tuần tiễu lớn, đàn áp phong trào khởi nghĩa tại các hạt khắp miền Trung Châu Bắc Việt. Nhiều toán quân nghĩa dũng phải bỏ chạy vào rừng sâu ẩn nấp.
Qua mùa thu, Phụ Thạnh đem đại quân thủy bộ vào đánh chiếm Thanh Hoa, nghĩa quân Trùng Quang thua chạy. Bấy giờ quân Trần giữ sông Nguyệt Thường, tức sông Mã ở phía dưới Hàm Rồng, đóng cọc hơn 40 trượng, dựng rào ở hai bên bờ khoảng 2-3 dặm, bày hơn 300 chiếc thuyền, đặt phục ở phía hữu núi. Quân binh thủy lục đều tiến, bên ta các tướng Súy, Bối, Cảnh Dị và Dung đến cự địch. Phụ sai bọn Chu Quảng tiếp liền chiến hạm nhổ cọc mà tiến, tự mình đem bọn Phương Chính lấy quân bộ diệt quân Phục, rồi thủy bộ cùng giáp công. Quân Trần thua to tan chạy, quân Minh bắt sống được các tướng Đặng Tông Tắc, Lê Đức Di, Nguyễn Trung, Nguyễn Hiệu cùng với 120 chiếc thuyền. Trong khi các lực lượng quân sự nhà Minh tập trung cả vào miền trong, số quân giặc đóng ở giữa ngoài miền Bắc thưa thớt, các toán quân Nghĩa Dũng lợi dụng thời cơ lại trỗi dậy hoạt động mạnh mẽ trở lại. Nghĩa quân của Lê Nhị hay Nhụy và Phạm Khảng hay Lê Khang đánh lớn ngay vào vùng chung quanh thành Đông Quan, chiếm giữ các châu huyện Thạch Thất, Phúc Yên, Thường Tín. Long Hổ tướng quân Lê Nhị chặt khẩu pháo ở sông Nhuệ, Nông Văn Lịch ở Lạng Sơn tụ tập quân sĩ chiếm giữ đất ấy, chặn đường đi lại của người Minh về nước. Nguyễn Liễu ở Lý Nhân chiêu tập người các huyện Lục Na, Vũ Lễ đánh cướp quân Minh. Huyện Lục Na nay là huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Các người này một số là dư đảng của Phạm Tất Đạt cùng 9 nghĩa sĩ năm 1408 nổi dậy ở Lục Na trước đây không cầm cự được lâu, bị đánh thua tan vỡ. Ở Thiên Hóa nay là Châu Định Hóa, bị sở tại Chợ Chu, Thái Nguyên. Và ở Lạng Giang, tức Lạng Sơn, các toán nghĩa quân của ông Lão và các toán áo đỏ tiếp tục hoạt động. Dòng máu lạt hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên, nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi